Xin chào tất cả mọi người và chào mừng anh em đã tiếp tục quay trở lại với series Thế giới động vật. Lại là tôi đã về đây. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chính thức hóa thân thành một cái loài cá ăn thịt. Một cái loài sinh vật mà chắc hẳn các bạn ở đây cũng đều biết rồi. Đó chính là cá mập, vị vua của đại dương. Sở hữu một cái thân hình cực kỳ to lớn mà ngay cả con người hay là những cái con khác cũng đều phải khiếp sợ. Và đó cũng chính là tôi của ngày hôm nay. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi là anh em cũng có thể thấy được cái độ ngầu lòi của tôi nó như thế nào rồi đấy. Hàm răng thì sắc nhọn này, bản mặt thì trông chả khác gì sát thủ assassin cả. Nhưng mà hiện tại thì tôi chỉ đang là một cái con cá mập con thôi, chứ tôi chưa lớn lên đâu. Thế nên là nhìn từ xa trông có vẻ hơi buồn cười một chút. Tôi cũng không rõ nguồn gốc sinh ra của mình từ đâu cả. Xung quanh đây có vẻ như là một cái vùng nước ngọt chứ không phải là ở biển đâu. Và tôi cũng không thấy bố mẹ hay là anh chị em gì của tôi xung quanh cả. Kỳ lạ thế nhở. Tại sao lần nào làm cái con động vật gì mà tôi cũng phải sinh tồn một mình thế ta? Ngày hôm nay lại làm cá mập mồ côi rồi các bạn ơi. Khổ sở thật. Nhưng mà không sao, tôi là một vị vua của đại dương mà. Làm gì có chuyện là không thể sinh tồn một mình được. Mấy cái con cá xung quanh nó không làm khó tôi được đâu. Anh em yên tâm đi. Trước hết là chúng ta sẽ bơi thử một vòng để thám thính xem là xung quanh đây có cái gì không đã. Hình như là ở phía đằng xa có con cá gì đó kìa. Thì lại gần xem sao. Đấy thằng cu này, bơi đâu đây? Cho tao hỏi ai là đại ca của cái vùng nước này thế nhỉ? Đưa tao ra gặp nó nhanh lên. Úi dồi ôi, cá mập, xin anh hãy tha cho em, đừng có ăn thịt em. Thì tao có làm gì mới đâu. Tao đang hỏi là ai là đại ca của cái vùng nước này. Đưa tao ra gặp nó nhanh. Dạ, đó là chúa tể cá lươn anh ạ. Ông ấy chỉ ở ngay trên đằng kia thôi. Cái gì? Cá lươn á? Nó là kẻ mạnh nhất ở trong cái vùng nước này đúng không? Thôi được rồi, để xem sức mạnh với cả mặt mũi trông như thế nào nào. Không thể nào có một con cá gì có thể khỏe hơn cá mập như tôi được. Anh em hiểu không? Tôi sẽ phải lùng ra nó. Đây rồi, là mày đúng không? Đại ca của cái vùng nước này cơ à? Nghe có vẻ ngầu quá nhỉ. Có dám tỉ thí không? Nào lại đây. Tưởng gì chứ dăm ba con này tôi có thể ăn một cách dễ dàng thôi. Này cá lươn này, vớ va vớ vẩn, làm thịt nó luôn anh em ơi. Tốc độ cũng có vẻ nhanh đấy, nhưng mà chưa đủ đâu. Chỉ bắt nạt được mấy cái con cá vớ vẩn xung quanh thôi thì làm gì bắt nạt được cá mập như tôi. Ha ha ha. Thế là giờ tôi đã trở thành đại ca của cái vùng nước này rồi. Tất cả những con cá xung quanh bây giờ sẽ phải khiếp sợ trước cái hàm răng của tôi. Con rùa này thì mai hơi cứng một tí, nên là cắn nó phải cắn nhiều lần một lúc này. Đó, càng ăn nhiều thì tôi sẽ càng mau chóng lớn lên thôi. Bởi vì cái loài cá mập bọn tôi nó tiến hóa rất là nhanh. Tôi nghĩ là chỉ cần ăn thêm vài con nữa là tôi sẽ lên được cái hình dạng mới rồi. Ngon quá đi. Ui, cái gì vậy? Ui, 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 thằng nào đây? Một con cá sấu sao? Tại sao vùng nước này lại có cá sấu? Tôi tưởng cá lươn là vua ở đây cơ mà. Ôi dồi, chạy thôi. Mày đợi đấy, tới một ngày tao to lên thì tao sẽ quay lại. Cứ nhớ mặt tao đấy con cá sấu kia. Tôi sẽ phải đi ăn nhiều hơn để tiến hóa thật mạnh, rồi tôi sẽ quay trở lại tiêu diệt nó. Ây da, đã gần một ngày trôi qua rồi các bạn ơi. Và từ nãy giờ tôi đã ăn rất nhiều những con cá bé. Chắc chắn là trong sáng mai tôi sẽ lớn lên thật nhanh, rồi tôi sẽ quay lại trả thù cái con cá sấu vừa nãy. Không thể nào một con cá mập như tôi lại bị bắt nạt bởi nó được. Đó, lớn lên rồi. Nào, có giỏi ra mặt đi con cá sấu kia. Tôi sẽ phải cho nó biết cá mập mới chính là vua của cái vùng đất này. Một vị vua duy nhất ở đây. Ây dạ, con cá sấu này từ đâu chui ra vậy? Chúng mày bây giờ lại chơi cả trò cắn trộm nữa cơ à? Cũng thông minh đấy. Nhưng mà bây giờ thì khác trước rồi. Nào lại đây, để xem ai mới là kẻ nhanh nhẹn hơn ở vùng nước này. Nhưng mà hàm răng của nó có vẻ khá là chắc khỏe nha. Từ từ, tôi sẽ phải ăn những cái con cá con xung quanh để hồi máu cái đã. Sau đó tôi mới có thể quay trở lại và đánh nó được. Nào, hiệp 2 nói anh cá sấu ấy. Em quay trở lại rồi đây. Làm sao? Úi dồi, ghê đấy, ghê đấy. Con này nó trâu bò thế nhở. Từ từ đợi tí nhá, để em đi tìm thêm mấy con cá con cái đã. Đợi một tí thôi, em ăn mấy con này để hồi máu phát, rồi em sẽ quay lại chơi tiếp với anh. Không khô máu được thì chúng ta dùng trí thông minh.
Này thì cá sấu này. Ơ kìa, đánh nhanh vậy. Cũng khá đấy. Úi dồi, ây da, đuôi dài quá nhờ. Nhưng mà trận chiến kết thúc ở đây rồi. Cá với chả sấu à. Sau khi đánh nhau một hồi thì có vẻ nó rất là mệt anh em ạ. Còn tôi thì vẫn rất là sung sức. Đó là cái mà tôi và cá sấu khác nhau. Thế là xong rồi. Từ giờ thì tôi sẽ chính thức trở thành vua của cái vùng nước này. Tôi đã đánh bại tất cả những con cá sấu còn lại. Bởi vì tôi đã biết được điểm yếu của bọn chúng là gì rồi. Tuy là bọn chúng có một hàm răng cực kỳ khỏe, nhưng mà tốc độ bơi không thể nào bằng cá mập như tôi được. Đây là một trong những con khá là to này. Chúng ta sẽ phải cẩn thận. Đó. 2 hours later. Xin chào mọi người, tôi đã quay trở lại rồi đây. Ở cái vùng nước kia thì nó chật hẹp quá, nên là tôi đã ăn hết bọn cá ở đấy rồi. Thế nên là tôi quyết định là phải đi tìm một cái vùng nước mới. Anh em có thể nhìn thấy cái khu này nó xanh lè đây này. Và ở đây sẽ có thêm nhiều con cá cho tôi ăn. Nói chung thì cá mập bọn tôi là những cái loài nó rất là mau đói. Chỉ cần không ăn tầm 1-2 ngày gì đấy thôi là bọn tôi sẽ bị kiệt sức ngay lập tức. Thế nên là lúc nào bọn tôi cũng phải đi kiếm đồ ăn. Anh em có biết tại sao cá mập Megalodon tuyệt chủng trên trái đất này không? Bởi vì cái bụng của bọn chúng một ngày sẽ phải chứa hàng nghìn tấn kg thịt. Bọn chúng sẽ phải ăn những cái con cá voi siêu to khổng lồ thì mới có thể sinh sống được. Và đó là lý do mà bọn chúng chết đói. Thế nên tôi cũng không muốn như vậy đâu. Để sinh tồn được và lớn lên ở trên thế giới này thì gặp con gì là tôi cũng sẽ phải ăn. Bởi vì tôi là vị vua của đại dương mà. Ô, mà chợt để ý là ở cái vùng nước mới này có cái con gì đây? Trông kỳ lạ thế nhỉ. Chắc nó cũng là một loài cá ăn thịt các bạn ạ. Tốc độ cũng có vẻ khá nhanh đấy. Nhưng mà không bao giờ có thể đọ nổi cái sức mạnh của con cá mập như tôi đâu. Mặc dù bây giờ tôi cũng chỉ mới 4 tuổi thôi, nhưng mà cái khả năng sinh tồn của tôi thì không ai bằng rồi. Nhưng mà tại sao tôi có thể ăn nhiều như vậy nhỉ? Liệu tôi có phải là một con cá mập Megalodon hay không? Hy vọng là không phải anh em ơi. Bởi vì như thế thì tôi sẽ chết đói mất. Xung quanh đây chả có con cá gì to có thể ăn cả. Ủa? Từ từ. Đây là những cái công trình và nơi sinh sống của bọn con người. Ui, có cả lưới bắt cá ở đây này. Hình như đúng là như vậy rồi. Tôi đã nghe danh con người từ lâu rồi anh em ạ. Tuy nhìn yếu đuối nhưng bọn chúng thực sự là những cái kẻ rất là nguy hiểm. Bọn chúng có thể săn bắt những cái con cá mập hùng mạnh, thậm chí là có thể giết và ăn thịt luôn. Thậm chí là bọn chúng còn hay xả rác xuống nước nữa chứ. Bực mình thật. Bảo sao cái vùng nước này tôi cứ thấy nó ô nhiễm kiểu gì ý. Thì ra là do bọn con người. Nhưng mà không biết là thịt của bọn chúng có ngon không ta. Phía đằng kia có mấy thằng đang bơi kìa. Thử ra đớp phát xem sao. Ui, ngon quá anh em ơi. Thịt của con người là một cái thứ gì đó nó không thể tả được đâu. Đây là lần đầu tôi làm được cái chuyện này. Thì cái con đứa chạy kìa, không được để nó thoát. Mày chạy đâu? Bố lão à, xả rác xuống biển nữa đi. Có vẻ như bọn ở trên đã phát hiện ra tôi rồi. Ui, có gì đó đang chiếu vào tôi vào. Cái gì vậy? Hình như có thứ gì đó. Ui, thôi xong rồi. Những kẻ thợ săn cá mập đang tới đây và họ đang bắn tôi. Tôi sẽ phải phản công mới được. Tại sao không lặn xuống đây mà bắn tao này? Cứ núp ở trên cái đấy làm gì? Đẩy bọn nó xuống nước chắc là bọn nó không thở nổi đâu. Nào, xuống đi. Đó, xuống tới nước là thành con mồi của tôi hết thôi. Này thì người à, tốc độ của tôi thực sự rất là nhanh hơn so với những con cá mập khác thì phải. Chứ bình thường là tôi phải bị săn từ lâu rồi chứ nhỉ. Có lẽ nào tôi là một loài cá mập hùng mạnh và đột biến hơn những loài khác sao? Từ từ, nếu thế thì tôi có thể nhảy lên bờ và cắn người hay không? Uầy, đấy rồi, thằng người kia. Xử lý nó nhanh nào. Xuống nước nhanh, xuống nước nhanh. Không là tôi sẽ ngạt thở mất. Ồ, được đấy. Đúng là thịt con người ngon quá các bạn ơi. Ăn một phát là nghiện luôn đấy chứ. Nhưng mà ngày hôm nay như thế chắc là đủ rồi. Tôi phải quay về thôi. Vậy là sau một thời gian thì tôi đã quyết định sinh sống lại cái vùng nước này. Tuy là nó hơi ô nhiễm một chút, nhưng mà nó có rất nhiều những con cá to và khỏe để tôi có thể ăn. Bụng của tôi lúc nào cũng no căng hết.
và tôi càng ngày càng lớn lên thật nhanh. Tôi đã có một cái hàm răng sắc nhọn và một cái khoang mồm to hơn rất nhiều. Những cú cắn của tôi có thể gây ra hàng tấn sát thương. Chỉ cần một phát thôi là đối thủ của tôi sẽ bị choáng váng và tôi sẽ phải kết liễu nó ngay lập tức. Thậm chí là bây giờ cái đuôi của tôi cũng đã mạnh lên rất nhiều. Tôi có thể quật được những cái con thuyền đang đi ở trên. Chỉ cần quật vài phát thôi là thuyền của bọn con người cũng sẽ tự cháy nổ và nó sụp luôn. Quá là dễ dàng. Anh em thấy chưa? Những bữa ăn của tôi thực sự nó rất là đa dạng. Và cơ thể tôi càng ngày càng đột biến hơn. Khi sinh sống gần ở thành phố như thế này thì bất kỳ kẻ nào bơi xuống nước cũng sẽ đều trở thành con mồi của tôi. Và nó sẽ đều phải vào dạ dày của tôi hết. Ngay cả những đứa đứng ở trên bờ như thế kia cũng vậy. Anh em nhìn đã. Đó. Tốc độ bơi của tôi cũng ngày càng tăng lên. Thậm chí là có thể hơn cả một con cá heo nữa. Một loài sinh vật đột biến mà có thể quật cả một cái con thuyền khổng lồ. Có lẽ tôi đúng là một loài cá mập đột biến rồi các bạn ơi. Thậm chí là những viên đạn của bọn con người bây giờ bắn vào tôi cũng chả có tác dụng gì cả. Cơ thể của tôi như là một miếng áo giáp trúng đạn vậy. Quá là kỳ khủng. Tôi không biết tôi là thứ gì nữa. Và cuối cùng thì tôi đã tìm ra được cái khả năng của mình. Tôi chính là một con cá mập đột biến, có thể hấp thụ sức mạnh từ nhiều nơi khác nhau. Bây giờ tôi đã có thể có một cái hàm răng cắn ra sét. Đúng rồi đấy, anh em không nghe nhầm đâu. Tôi đang dần tiến hóa trở thành một con cá mập điện hay là một con cá gì đó này. Những cái lớp cắn của tôi có thể làm giật điện cả một con tàu. Quá là kinh. Và dần dần thời gian trôi qua thì tôi đã thống trị mọi lãnh địa của những loài cá xung quanh. Từ ống cống cho tới trên mặt nước. Con người cũng bây giờ không thể bắt nổi tôi nữa. Thực sự là tôi cũng chưa lớn lên và đạt tới mức trưởng thành đâu. Và tôi cũng chưa biết được là khả năng của mình tới được đâu cả. Thế nên tôi quyết định là sẽ đi ra đại dương và tìm kiếm những con thủy quái, những con quái vật biển để tiêu diệt bọn nó. Vậy thì nếu anh em nào thích cái video này thì cũng đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm tập 2. Nếu ai muốn tôi ra thêm tập 2 về con game này cũng đừng ngại ngùng mà bình luận xuống phía dưới nha. Nếu mà được nhiều bình luận một chút thì tôi sẽ ra ngay tập 2 cho các bạn xem. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại.